Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội thảo tham vấn về quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ông Dương Tấn Hiển đã đồng chủ trì. Đến dự còn có trên 100 đại biểu trung ương tham gia đóng góp ý kiến cho quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, việc quy hoạch tích hợp là một trong những định hướng trong tương lai của cả thủ phủ miền Tây. Vì lẽ đó, việc tham vấn các bộ, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học là hết sức cần thiết để đảm bảo tính khả thi. Khai mạc hội thảo, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, quy hoạch được thực hiện theo đúng luật quy hoạch và đã lấy ý kiến rộng rãi ở các bộ, ngành, địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong cuộc họp này, thành phố và các đơn vị tư vấn tiếp tục cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến để có thêm ý tưởng đột phá. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho rằng cần phải nâng cao chất lượng quy hoạch, do đó Bộ mong rằng các ý kiến góp ý chuyên ngành và chuyên môn cao để giúp thành phố Cần Thơ có thêm các thông tin tham khảo nhằm hoàn thiện dự thảo quy hoạch và trình Hội đồng Thẩm định Quốc gia trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong buổi sáng nay, Liên doanh tư vấn lập quy hoạch đã báo cáo tóm tắt những điểm chính của quy hoạch tích hợp, từ đó nêu ra các luận điểm đề xuất quy hoạch tổng thể về kinh tế xã hội, môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, quy hoạch tổng thể thể hiện thành phố Cần Thơ là một cực đối trọng với thành phố Hồ Chí Minh và tạo ra sự khác biệt để trở thành đô thị tiên tiến hiện đại, mang đậm văn hóa vùng sông nước. Về cấu trúc không gian trong tương lai, sẽ tạo thêm các trục hành lang dọc phát triển chủ đô thị phía Nam, từ hướng Châu Đốc, An Giang, về hướng cảng Trần Đề đến Cà Mau. Về quy hoạch kết nối chính vùng liên quận huyện cũng sẽ góp phần tái cấu trúc lại hoạt động hành chính ở địa phương. Trên tinh thần này, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bao hàm 10 nội dung chủ đạo như là đánh giá phân tích hiện trạng thành phố Cần Thơ, sự tác động của quốc tế của biến đổi khí hậu, phương án phát triển các ngành ưu tiên động lực, phương án phát triển không gian, phương án quy hoạch đất đai, ứng phó biến đổi khí hậu, các phương án và nhóm giải pháp quan trọng để thực thi. Đặc biệt, chú trọng đến việc quy hoạch Cần Thơ sẽ ảnh hưởng đến các địa phương, các vùng lân cận và trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội của cả nước.